mẹ quay cho. Bởi vì chả ngon bây giờ nữa. Thì con đi không tập trung thì bị ba la lắm rồi. Bệnh viện Saffron của thằng John C to ghê. Còn giá xăng mình đi bao nhiêu rồi? Đỡ mày hơn đang chồng. Cầm cháu, xí nữa chúng ta này, này.
dễ dàng. Đi quá đường kìa. Ơi. Rất mập bố rồi. Đi phía trước, quay phía trước đi. Nhưng mà mẹ ưng quay VIP mà. Cứ đi lên trước. Cô bé. Biết luôn. Quay xíu là được rồi. Mùi gì thơm biết? Chắc thịt nướng. Thịt nướng suốt ngày. Thì thế là biết ăn thịt nướng, thịt nướng cay đúng không? Nướng cay lắm không anh? Không, không cay lắm chứ. Còn biết sợ thì biết ăn thịt nướng